Một vụ cháy đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay, 20 tháng 2, đã thiêu rụi 6 kiosk kinh doanh tạp hóa ở khu vực ngã ba Biển Sắt, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngọn lửa bùng phát vào 8 giờ 30 phút, khói lửa đột nhiên bùng lên tại một kiosk kinh doanh hàng tạp hóa. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã lan sang các kiosk xung quanh và có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ 20 kiosk ở khu vực này. Người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa và công an phường Đại Mỗ. Ngay sau đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều 6 xe chữa cháy, xe chở nước cùng với lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan. Đến khoảng 9 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 10 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.